À, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách bơm bánh xe không ruột cho các dòng xe luôn nha. Thì hiện tại bạn cần chuẩn bị đó là một cái sợi dây, bạn dây này nè, dây gọi là dây thằng nào bạn bạn nó rộng một tí để mình quấn cái bánh xe lại, tại vì cái bánh xe mà không ruột á, khi mà bạn để xì hơi hết á thì mình bơm cách thông thường thì nó sẽ không lên đâu. Mình phải có cái mẹo mà mình mới bơm lên được. Thì bây giờ mình sẽ mua cái sợi dây này, là mình quấn cái sợi dây này quanh bánh xe. Đầu tiên là mình luồn cái sợi dây vô trong bánh xe ha. Mình để cái bảng của cái da sợi dây nó tiếp xúc với lại cái bề mặt của cái bánh xe. Đây mình phải chỉnh lại. Mình chỉnh lại cho đàng hoàng ha, cho cái bảng của cái sợi dây này nè, sao cho nó tiếp xúc và nó vừa. Mình chỉnh lại. Sau khi mình đã quấn xong thì bắt đầu mình sẽ cột siết chặt lại. Đây mình cột siết thật chặt, siết thật chặt là cái sợi dây lại, để mà khi mà bánh để khi mà nó bị bong ra cái khỏi cái vành á, mình siết lại để cho cái mép vành này nè nó được chặt lại. Khi mà mình bơm hơi vào, mình bỏ hơi vào á thì nó sẽ bung ra và nó bám lấy cái mép vành này. Đấy, này mình siết thật chặt ha. Rồi sau đó mình chỉ cần là bơm ra ngoài, bơm bánh xe bơm một bơm hơi vào thôi đó. Nếu mà lần một bạn làm mà vẫn chưa có lên á thì bạn làm lại là bạn vẫn siết cái này chặt hơn nữa, siết một lần nữa chặt hơn nữa, bơm thêm lần hai, và nếu lần hai nó chưa đủ chặt để mà nó lên á thì bạn sẽ dùng một cái gọi là một cái cây sắt này, bạn quấn nó lại đó, bạn quấn để bạn siết nó lại hơn nữa đó. Bạn siết nó lại hơn nữa là bạn bơm vô thì bảo đảm nó sẽ lên được, sẽ lên nha. Đó đó, bạn đưa cái canh sắt này vô, bạn uống cái xe uống cái này thật chặt, siết thật chặt. Thì một người sẽ dùng cái ống bơm á, bơm bơm cái này thì bảo đảm chắc chắn sẽ lên. Đây đây là cái mẹo để mà mình bơm bánh xe mà không ruột, khi mà bánh xe mà để hết hơi xì xì không thể nào bơm cách thông thường được. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi, và nhớ like subscribe cho mình nhé.